Thống kê đến 7 giờ sáng ngày hôm nay 17 tháng 9, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai là trên 6.640 tỷ đồng. Cùng với thiệt hại lớn về người, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra vẫn đang được các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai. Đến nay, 69 trên 71 vị trí ách tắc sạt lở, hư hỏng mặt đường trên các tuyến quốc lộ 4, 4D, 4E, 279 đã được khắc phục. Còn lại 2 vị trí đang tiếp tục được xử lý, đảm bảo giao thông bước 1. Tỉnh lộ 151-162 có 10 điểm ách tắc, đã khắc phục 2 điểm. Toàn tỉnh vẫn còn 72 thôn, 16 xã, các phương tiện giao thông chưa đi lại được bình thường do sạt lở gây ách tắc giao thông. Trên địa bàn tỉnh còn xã A Lù, huyện Bát Sát, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà và một số thôn chưa đóng điện trở lại do một số tuyến giao thông vẫn bị ách tắc. Một số cột điện, tuyến cáp bị gãy, đứt, chưa tiếp cận được. Phần lớn các công trình cấp nước tại các địa phương đang dừng hoạt động. Nguồn nước dùng sinh hoạt của nhân dân bị gián đoạn và thiếu trên diện rộng, hiện đang được khẩn trương khắc phục.